Cô xin chào các em sinh viên thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn các nguyên tắc kế toán. Các nguyên tắc kế toán này nằm ở trong phần chuẩn mực chung số 01. Chuẩn mực chung số 01. Trong phần chuẩn mực chung thì gồm có 6 yêu cầu cơ bản. Ở đây 6 yêu cầu cơ bản ở đây gồm có nè. Yêu cầu thứ nhất là trung thực, thứ hai là khách quan, thứ ba là đầy đủ, thứ tư là kịp thời, thứ năm là dễ hiểu, thứ sáu là có thể so sánh được. Đi song song với 6 yêu cầu cơ bản này là 7 nguyên tắc kế toán như sau. Nguyên tắc thứ nhất là cơ sở dồn tích, nguyên tắc thứ hai là hoạt động liên tục, nguyên tắc số 3 là giá gốc, nguyên tắc thứ tư là nhất quán, nguyên tắc thứ năm là phù hợp, nguyên tắc thứ sáu là thận trọng, nguyên tắc thứ bảy là trọng yếu. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng nội dung của nguyên tắc. Bây giờ chúng ta qua nguyên tắc số 1. Nội dung của nguyên tắc số 1 như sau. Theo thông tư 200 thì nguyên tắc cơ sở dồn tích có nghĩa là mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phải phản ánh được tình hình tài chính của doanh nghiệp ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy, đọc xong cái nội dung cơ sở dồn tích này, các bạn phải tìm ra cái điểm nhấn. Ở đây, quan trọng nhất là có hai cái điểm nhấn, các bạn gạch chân cho cô nè. Điểm nhấn thứ nhất là mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phải ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh. Các bạn gạch chân là ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh nè, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Ở đây có nghĩa là nếu mình mua hàng mà mình chưa trả tiền thì mình cũng phải ghi nhận ngay tại thời điểm mua hàng đó, và đồng thời ghi nhận công nợ phải trả người bán, đúng không? Hoặc là mình bán hàng cho khách hàng mà mình chưa thu tiền thì mình cũng phải ghi nhận số lượng hàng, giá trị hàng xuất ra và đồng thời ghi nhận khoản phải thu khách hàng. Đó. Tức là ghi ngay vào thời điểm thực tế phát sinh, tại vì công ty có rất nhiều khách hàng các bạn. Nếu các bạn bán cho khách hàng A, B, C mà các bạn chưa thu tiền cho ngày hôm nay, các bạn không ghi sổ thì các bạn sẽ quên, sẽ thất thoát các khoản phải thu đó. Hiểu chưa? Cho nên mình phải ghi ngay vào thời điểm thực tế phát sinh, cho dù là có thu tiền hay không thu tiền cũng phải ghi sổ. Đấy. Rồi, điểm nhấn thứ ba là gì? Thứ hai chứ, điểm nhấn thứ hai là báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp ở quá khứ nè, hiện tại và tương lai. Có nghĩa là nó phản ánh được cái số liệu ở quá khứ, số liệu ở hiện tại và số liệu ở tương lai. Rồi, để hiểu rõ thêm về cơ sở dồn tích thì cô cho các bạn một số ví dụ sau đây. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là cô cho liên quan nó đơn giản đó các bạn. Nó mang tính chất đơn giản và gần gũi với chúng ta để chúng ta dễ nhận xét. Ví dụ ngày 12 tháng 1 năm 2021, quán trà sữa của sinh viên Nhất Nguyễn nấu được một nồi là 50 ly. Tổng chi phí của 50 ly này là 1 triệu đồng. Và bán hàng như sau, giá bán là 30.000 đồng một ly, mua từ 30 ly thì sẽ được giảm giá 10%. Rồi, bạn bán cho bạn Phương là 20 ly, giá 30.000 đồng một ly thu bằng tiền mặt. Bán cho anh An là 30 ly, giá là 27.000 đồng một ly, chưa thu tiền. 27.000 đồng một ly là nó được giảm 10%, là giảm 3.000 đồng rồi nè các bạn. Chưa thu tiền. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, anh An đến trả tiền mặt là 810.000 đồng. Hỏi câu 1, bạn Nhất Nguyễn ghi nhận bán được hàng vào ngày nào? Câu số 2, doanh thu và giá vốn hàng bán. Doanh thu và giá vốn hàng bán này nè, hàng ghi nhận vào ngày nào? Đó. Giá vốn hàng bán được ghi nhận vào ngày nào? Được ghi nhận vào ngày nào và bao nhiêu? Câu số 3 là tiền thu về bạn ghi vào ngày nào? Bây giờ các bạn sẽ đọc suy nghĩ và trả lời cho cô từng câu một.
rồi sau đó cô sẽ giải quyết cái vấn đề ha. Rồi 2 phút các bạn suy nghĩ ha. Rồi bắt đầu câu số 1. Bạn Nhất Nguyễn ghi nhận bán hàng được vào ngày nào? Ngày nào bạn đã bán được hàng nào? Ngày 12 tháng 1 này bạn nấu một nồi 50 ly và bạn bán ngay luôn, đúng không? Bán cho hai khách hàng, bán cho bạn Phương là 20 ly, thu bằng tiền mặt, là thu ngay bằng tiền. Đó. Rồi bán cho bạn An 30 ly, giá 27 ngàn, chưa thu tiền, có nghĩa là bán thiếu. Vậy thì bạn Nhất Nguyễn ghi nhận bán được hàng vào ngày nào các bạn? À, có phải là ngay ngày 12 tháng 1 này đúng không? Đó. Cho dù chưa thu tiền hay là đã thu tiền bằng tiền mặt đều phải ghi sổ vào ngày 12 tháng 1. À, giống như các bạn đi làm thêm, mà các bạn đi làm thêm ở cái khâu bán hàng đó, à, bán được bao nhiêu thì các bạn cũng phải ghi vào sổ, ai mua thiếu thì các bạn cũng phải ghi vào sổ đúng không nào? Đó, mình đi làm thêm mình biết mà đúng không? Nếu có người ta mua thiếu mà bạn không ghi vào sổ thì coi như cái khoản phải thu đó sẽ bị thất thoát. À, không nhớ thì sẽ bị thất thoát, là mình sẽ bị đền tiền đó. Đấy chưa? Câu hỏi số 2, doanh thu và giá vốn hàng bán được ghi nhận vào ngày nào và bao nhiêu? Doanh thu và giá vốn thì được ghi nhận vào ngay cái thời điểm bán hàng luôn, đúng không? Vậy thì các bạn tính ra cho cô coi doanh thu là bao nhiêu nào? Doanh thu nè. Doanh thu là cho dù chưa thu tiền hay là đã thu tiền rồi thì nó cũng được tính vào doanh thu nha các bạn. Thì doanh thu là 20 ly nhân cho 30 ngàn rồi ra 600 ngàn nè. Cộng với 30 ly nhân cho 27 ngàn là ra 810 ngàn. Vậy 600 ngàn cộng với 810 ngàn là ra 1 triệu 410 ngàn. Đó, các bạn tự cộng lại cho cô nha. Còn giá vốn của 50 ly này, đề bài người ta cho là tổng chi phí là 1 triệu nè, là giá vốn đó. À, giá vốn là 1 triệu. Rồi câu số 3, tiền thu về bạn ghi vào ngày nào? Ở đây tiền thu về là bạn ghi vào ngày nào các bạn? Tiền thu về là ghi vào ngày 14 tháng 1 nè. Anh An đến trả tiền bằng tiền mặt. Đúng không? Là thu về, tiền thu về các bạn xem nè. Ngày 12 tháng 1 có thu tiền hay không? Ngày 12 tháng 1 là thu tiền của bạn Phương là 20 ly nhân 30 ngàn là 600 ngàn nè. Vậy tiền thu về ở đây là, tiền thu về ở đây là 600 ngàn. Thu về là ngày mấy đây? Đây cô ghi đằng trước ha, tiền thu về ngày 12 tháng 01 năm 2021 là 600 ngàn. Đấy. Sáu trăm ngàn, thấy chưa? Rồi, rồi các bạn thấy ngày nào nữa nè? Ngày 14 tháng 01 năm 2021 tiền thu về là bao nhiêu nè? 810 ngàn. Đó. Vậy tiền thu về được ghi sổ vào ngày thực tế phát sinh của nó, ngày 12 tháng 1 thu bao nhiêu, ngày 14 tháng 1 thu bao nhiêu thì mình ghi sổ bấy nhiêu. Hiểu chưa nào? Rồi, xong ví dụ số 1. À, cô sẽ cho thêm ví dụ số 2 là liên quan đến công ty ha. Đây. Ví dụ số 2 là ngày 5 tháng 1 công ty trà Casa bán một lô hàng trị giá 800.000 đồng với giá bán là 1 triệu 180.000 đồng cho bạn Nhất Nguyễn nhưng chưa thu tiền. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2021, khách hàng Nhất Nguyễn trả tiền mặt là 1 triệu 180.000 đồng cho công ty Casa. Hỏi, câu 1, công ty ghi nhận bán hàng vào ngày nào? Rồi câu 2, doanh thu và giá vốn hàng bán ghi nhận vào ngày nào? Câu số 3, tiền thu về kế toán ghi vào ngày nào? Khi nào sẽ ghi vào sổ kế toán? À, để làm được ví dụ số 2 này thì các bạn ý cũng tương tự giống như là ví dụ số 1 á, chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc cơ sở dòng tích. Đó, ghi nhận vào ngay thời điểm phát sinh, không căn cứ thực tế thu tiền hoặc chi tiền. Vậy câu số 1, công ty ghi nhận bán hàng vào ngày nào? Ngày nào xác định được bán hàng đây các bạn? Ngày nào nè? Ngày 5 tháng 1 công ty bán trà cho bạn Nhất Nguyễn rồi đúng không? Vậy thì công ty ghi nhận vào ngày 5 tháng. Vậy thì công ty ghi nhận vào ngày 5 tháng 1.
Rồi câu số 2 là doanh thu và giá vốn hàng bán ghi nhận vào ngày nào? Doanh thu và giá vốn hàng bán thì ghi nhận vào ngày thực tế mà bán hàng, đã bán được hàng, cũng là ngày 5 tháng 1. Ở đây các bạn xem coi doanh thu là bao nhiêu nè. Doanh thu là 1.180.000 đồng nè. Còn giá vốn đây là 800.000 đồng. Tiền thu về kế toán ghi vào ngày nào? Và khi nào sẽ ghi vào sổ kế toán? Tiền thu về là ghi vào ngày thực thu nè. Ngày 7 tháng 1 khách hàng Nhất Nguyễn trả bằng tiền mặt. Vậy tiền thu về là ngày 7 tháng 1. Ngày 7 tháng 1, đúng không? Và khi nào sẽ ghi vào sổ kế toán? Vậy thì chúng ta ghi vào sổ kế toán là ngày nào nè? Lúc bán hàng mà chưa thu tiền thì chúng ta cũng ghi vào sổ kế toán, đúng không? Ngày 5 tháng 1 chúng ta cũng đã ghi rồi. Rồi đến ngày 7 tháng 1 chúng ta cũng lại ghi nữa. Đó, ghi vào sổ kế toán tiếp. Đó. Sổ kế toán thì ghi vào thời điểm phát sinh. Ở đây cô sẽ dẫn chứng cho các bạn xem cái mẫu sổ nhật ký chung như sau. Ví dụ công ty trà Casa này, mẫu sổ nhật ký chung nè. Ngày 5 tháng 1 phản ánh giá vốn. Đó. Giá vốn để ghi nhận bán hàng ngày 5 tháng 1. Này, số hiệu chứng từ là phiếu xuất kho 01 chẳng hạn. À, giá vốn diễn giải là xuất theo hóa đơn số mấy đó. Rồi, số tiền là 800 ngàn. Đấy chưa? Rồi, phản ánh doanh thu cũng ngay ngày 5 tháng 1 phản ánh doanh thu luôn. Bán hàng thì phản ánh giá vốn và doanh thu ngay, đúng không? Này. Rồi, đến ngày 7 tháng 1 các bạn cũng phải ghi sổ kế toán theo cái phiếu thu. À, phiếu thu số 17 chẳng hạn là 1.180.000. Đó. Để chúng ta cấn trừ công nợ phải thu ở trên nè. Đó. Đó. Này. Này phải thu đây, cô để qua bên đây mới đúng, 1.180.000. Đó, đây là mẫu sổ nhật ký chung. Được chưa? Lúc đầu chưa thu tiền là mình ghi cái số này nằm bên nợ nè. 131C nằm bên nợ nè. Ngày 7 tháng 1 thu tiền rồi thì 131C nằm bên có nè. Mới tất toán được cái công nợ phải thu khách hàng. Rồi, xong ví dụ số 2 rồi nha các em. Là theo nguyên tắc cơ sở dùng tích. À, đến ví dụ số 3. Ví dụ số 3, công ty mua và nhận được hàng hóa nhiều lần trong tháng. Mỗi lần giao hàng, nhà cung cấp chỉ đưa biên bản giao hàng, cuối tháng mới xuất hóa đơn. Cuối tháng mới xuất hóa đơn một lần cho tất cả các lần giao hàng trong tháng. Vậy hỏi kế toán ghi nhận như thế nào? Có nghĩa là kế toán ghi nhận vào mỗi lần người ta giao hàng là mình ghi nhận, hay là mình chờ gom lại đến cuối tháng mình ghi một lần. À, theo các em thì kế toán ghi nhận như thế nào? À. Rồi, 2 phút suy nghĩ xong rồi các bạn trả lời nha. Rồi xong rồi cô sửa ví dụ 3 luôn nè. À, khi ghi nhận như vậy, theo nguyên tắc cơ sở dùng tích thì trong tháng mỗi ngày phát sinh rất là nhiều nghiệp vụ các bạn, đúng không? Chúng ta mua hàng nào thì chúng ta đều phải ghi sổ ngay, ghi sổ ngay rồi cuối tháng chúng ta mới tập hợp được, đúng không? Vậy kế toán ghi nhận như thế nào? Là kế toán sẽ ghi nhận vào mỗi lần giao hàng. Đây, kế toán sẽ ghi nhận vào mỗi lần giao hàng là điều ghi nhận. À. Chọn câu trả lời là kế toán ghi nhận vào mỗi lần giao hàng. À, chúng ta ghi nhận vào mỗi lần giao hàng để tránh nhầm lẫn, thiếu sót, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta qua tình huống số 4. Tình huống số 4 như sau. Ngày 25 tháng 5, nhân viên A tại thành phố Hồ Chí Minh ứng trước tiền công ty để mua vé máy bay đi công tác tại chi nhánh Hà Nội.
Đến ngày 5 tháng 6, nhân viên A đã kết thúc chuyến công tác và về làm thủ tục thanh toán tạm ứng với công ty và có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Hỏi: kế toán ghi nhận vào ngày 5 tháng 6 khi có hóa đơn chứng từ là đúng hay sai? À, kế toán chờ đến lúc có hóa đơn chứng từ nhân viên đem về thì mới ghi nhận, đúng hay sai các bạn? À, theo trường hợp này các bạn trả lời đúng hay sai nào? Tại vì mình đặt vé máy bay á thì người ta có hóa đơn điện tử rồi, đúng không? Ngay cái ngày mua vé là mình có được cái hóa đơn chứng từ rồi. À, chứ không phải cần phải đến ngày 5 tháng 6 mà nhân viên về đưa chứng từ mình mới hạch toán vô. À, vậy thì nó vi phạm nguyên tắc cơ sở dùng tích, đúng không? Thì các bạn phải trả lời là sai. À, sai. À, vì kế toán ghi nhận như vậy là sai theo nguyên tắc cơ sở dùng tích, đúng không? Này, phải ghi nhận là ngay ngày 25 tháng 5 nè. À, phải ghi nhận. Phải ghi nhận vào chi phí là ngày 25 tháng 5, hoặc là ghi nhận cái khoản tiền tạm ứng. À, ứng trước tiền cho nhân viên là ghi nhận vô tài khoản tạm ứng. À, tạm ứng tăng tiền giảm. Rồi đến ngày 5 tháng 6 thì nhân viên đưa về thì mình sẽ hạch toán vào chi phí và tất toán cái tạm ứng. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta qua nguyên tắc số 2 các em, đó là nguyên tắc hoạt động liên tục. Sau đây là nội dung của nguyên tắc. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngưng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính. Ở nguyên tắc hoạt động liên tục này nó có hai điểm nhấn các bạn. Điểm nhấn thứ nhất là giả định cơ sở trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Có nghĩa là công ty mình lập ra lúc nào mình cũng mong mỏi là công ty đó làm ăn thật là suôn sẻ thuận lợi trong năm, chứ không phải là làm có vài tháng mà nghỉ mà phá sản các bạn, đúng không? Đó. Lúc nào người chủ cũng mong mỏi là công ty làm ăn thật là suôn sẻ, đúng không? Rồi đó là điểm nhấn thứ nhất. Điểm nhấn thứ hai là trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính. Trường hợp thứ hai này có nghĩa là nếu công ty có tình huống xấu xảy ra như là thiếu vốn này, hay là thiếu nguồn nguyên liệu cung cấp, thiếu vốn, thiếu nguồn nguyên liệu cung cấp, rồi bị di dời, buộc di dời ra khỏi cái khu vực đó, đông dân cư đó. À, tại vì cái ngành sản xuất của mình là phải đi ra ngoài khu dân cư tránh ô nhiễm môi trường chẳng hạn, thì buộc ngừng hoạt động thì phải lập báo cáo trên một cái bản báo cáo tài chính riêng các bạn, nó khác với báo cáo tài chính bình thường để giải thích cái phần mình ngưng hoạt động đó nằm trong cái phần bản thuyết minh báo cáo tài chính. Tiếp theo cô cho ví dụ để hiểu rõ thêm về nguyên tắc hoạt động liên tục. Ví dụ số 1 đơn giản như sau. Quán trà sữa nhỏ của bạn Nhất Nguyễn và bạn Thủy Nguyễn góp vốn kinh doanh, tổng vốn là 150 triệu đồng bằng tiền mặt. Trong đó Nhất Nguyễn được mẹ cho là 50 triệu đồng, Thủy Nguyễn được mẹ cho là 100 triệu đồng. Vừa mở cửa bán từ ngày 5 tháng 1 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, quán ngưng hoạt động do thua lỗ hết vốn. Ví dụ như trong thời gian này là thời gian có dịch Covid nhiều cho nên quán đóng cửa mà vẫn trả tiền thuê mặt bằng, cho nên là cái tiền thuê này là 6 tháng các bạn, 6 tháng nữa bạn hết vốn rồi,
đóng cửa, ngừng hoạt động. Hỏi vậy hai người mẹ của hai bạn này có quan tâm đến vấn đề gì không về cái hoạt động của hai bạn này các bạn? Theo bạn thì có quan tâm không nào? Tại vì hai người mẹ này bỏ vốn ra thì hai người mẹ này có quan tâm không? À, có bạn trả lời là quan tâm đúng không? Rồi câu hỏi số 2, vậy hai bạn có quan tâm đến vấn đề gì không? Đó, hai bạn này là hùn vốn nhau để kinh doanh trà sữa thì hai bạn này quan tâm đến vấn đề gì nào? Vấn đề tiền, tài sản, vốn đúng không? À, vấn đề hoạt động kinh doanh đấy. Rồi vậy bạn Nhất Nguyễn có giải thích lý do tại sao là bạn nghỉ bán cho mẹ không? Đó, có cái việc nghỉ bán này nè, ngưng nghỉ bán này nè, là trong lòng bạn cũng không có muốn ngưng hoạt động, nhưng mà nhưng mà gì, nếu mà tiếp tục kéo dài thuê nữa thì hàng thì vẫn không bán được đó, không bán được thì tiền thuê mặt bằng thì vẫn trả đúng không? Cho nên bạn này phải giải thích lý do với mẹ là nghỉ bán, là lý do là không bán được hàng, không có người mua, vì thời điểm này là thời điểm dịch Covid nè đúng không? Cho nên cũng phải giải thích lý do cho người gọi là người nhà đầu tư đó, giải thích lý do nhà đầu tư là hai người mẹ này đầu tư vốn mà, mình phải giải thích là lý do là tại sao ngưng hoạt động đúng không? Đó, đây là cái kinh doanh nhỏ của cá nhân, còn đối với công ty thì người ta giải thích với ai các bạn? Đối với công ty thì người ta giải thích với cơ quan thuế bằng báo cáo đúng không? Bằng báo cáo chứ không phải bằng miệng được ha. Bây giờ cô sẽ cho các bạn một cái tình huống về công ty nha. Đây, ví dụ thứ hai là công ty sản xuất trà A này, giả sử cũng thành lập và đi vào hoạt động sản xuất ngày 1 tháng 1 năm 2021, và đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 công ty thiếu nguyên liệu nên ngưng hoạt động sản xuất, giải thể luôn. Hỏi các chủ thể có quan tâm đến tài sản còn là bao nhiêu hay không? Các chủ thể ở đây có nghĩa là chủ công ty đó các bạn. Thiếu nguyên liệu sản xuất thì ông giám đốc có, theo các bạn thiếu nguyên liệu sản xuất thì ông giám đốc có nhận thêm hợp đồng nè, có nhận thêm hợp đồng bên ngoài gì không? Đâu có dám ký hợp đồng bên ngoài, tại vì nguồn nguyên liệu mình đang khan hiếm mà. À, vậy thì nguyên liệu đang khan hiếm có nghĩa là gì? Là không có được cái đầu ra, mà công nhân tiền lương thì mình vẫn trả, chi phí thì mỗi phát sinh, hiểu chưa? Mà không có doanh thu, không có doanh thu, chi phí phát sinh thì phải trả tiền, tiền chia ra là tiền giảm đúng không? Câu số 2 nè, vậy công ty có được phép lập báo cáo tài chính theo mẫu báo cáo thông thường hay không? Có được phép không các bạn? Các bạn xem lại cái nguyên tắc hoạt động liên tục nè. Ngừng sản xuất do thiếu nguyên liệu đúng không? Trường hợp nè, công ty nào cũng muốn làm ăn lâu dài hết, nhưng mà có những trường hợp bất khả kháng xảy ra thì mình phải lập báo cáo tài chính riêng. Báo cáo tài chính riêng nó khác với báo cáo tài chính thông thường, để chi? Để cơ quan thuế hay là cục thống kê người ta sẽ lọc mình là thuộc nhóm công ty là giải thể, công ty giải thể, công ty khó khăn đấy, cho nên lập cái báo cáo tài chính riêng để không thể so sánh với những cái công ty mà hoạt động bình thường được đúng không? Đấy, vậy thì công ty phải lập báo cáo tài chính riêng và giải thích ở cái bản thuyết minh báo cáo tài chính cho nhà đầu tư và các cơ quan, có cơ quan mà cần tìm hiểu thông tin. Tiếp theo là nguyên tắc số 3 các em. Sau đây là nội dung của nguyên tắc số 3. Tài sản được ghi nhận theo giá gốc. Nguyên tắc số 3 là giá gốc. Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Bạn nào cũng muốn mua hàng theo giá gốc đúng không nè? Vậy thì mình phải hiểu giá gốc là giá như thế nào.
Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả, hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Nguyên tắc này xuất phát từ giả thiết là giá trị của đồng tiền không thay đổi mỗi năm. Rồi, ở nguyên tắc giá gốc thì nó có hai cái điểm nhấn các bạn, gạch chân cho cô, chữ màu đỏ nè. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả phải trả. Tài sản tương đương tiền đã trả tức là mình đã thanh toán rồi đó các bạn. Đúng không? Còn phải trả tức là mình mua thiếu, tài sản này có được là do mình mua thiếu, mua chịu. Đó. Thì cũng tính vào giá gốc, đúng không? Giá gốc của tài sản không được thay đổi, chú ý nè, giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác. Nè, nó không được thay đổi. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Hiểu chưa? Vậy là giá gốc là để có được cái tài sản đó ở trạng thái hiện tại. À, nó bao gồm giá mua nè, cộng các khoản chi phí liên quan nè, chi phí lắp đặt, vận chuyển, chạy thử, thậm chí những cái tài sản mà nhập khẩu bên nước ngoài về như ô tô đó, cộng thêm cái khoản nè, giá mua bên nước ngoài, rồi các bạn cộng thêm tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng các khoản phí lệ phí trước bạ để làm giấy tờ về xe, biển số xe, đúng không? Rồi đấy, rồi cộng các khoản chi phí liên quan, chi phí vận chuyển nếu có cộng vào đó, rồi trừ các khoản giảm trừ nếu có, ta trừ ra như là giảm giá nè, hàng mua bị trả lại nè, rồi chiết khấu thương mại là chúng ta trừ ra khỏi giá gốc. Đây, đây là cái tia để biểu diễn giá gốc. Giá gốc là gồm giá tại thời điểm mua là chi phí bao nhiêu, rồi cộng các khoản chi phí vận chuyển cộng vào, cộng chi phí lắp đặt cộng vào. Những cái chi phí này là chưa có thuế giá trị gia tăng khấu trừ nha các bạn, thuế giá trị gia tăng chúng ta không cộng vào đây. Đấy, cộng các khoản chi phí liên quan mà chưa có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, không được cộng vào, để có được cái tài sản đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đó. Là giá gốc là bao nhiêu, hiểu chưa? Ví dụ các bạn mua mua một cái tủ lạnh ở siêu thị là 5 triệu chẳng hạn, rồi chi phí vận chuyển cái tủ lạnh đó về nhà là 500 ngàn. Vậy để có được cái tủ lạnh sẵn sàng sử dụng ở nhà các bạn đó, giá gốc là 5 triệu cộng chi phí vận chuyển 500 ngàn nữa là 5 triệu 500 ngàn. Hiểu chưa nào? Đây, cô sẽ cho ví dụ rất là quen thuộc nè các bạn. Ví dụ các bạn đặt hàng trên Lazada mua quần áo chẳng hạn. Ví dụ như một cái áo người ta bán là 109 ngàn. 109 ngàn một cái. Rồi rồi cái tiền ship tiêu chuẩn là 20.000 đồng. Vậy thì để có được một cái áo giao tận nhà các em á là 129 ngàn. Thấy chưa? Vậy giá gốc là bằng giá mua cộng chi phí vận chuyển. Cộng chi phí vận chuyển là ra được cái giá gốc. Thấy chưa nào? Đó, mua một cái thì giá nó tiền ship nó cũng là 20 ngàn. Các bạn mua 4 cái, mua một lần combo một lần các bạn mua 4 cái thì tiền ship cũng là 20 ngàn. Đó. Thì nếu mua 4 cái thì chia ra đơn giá nó sẽ rẻ hơn, phải không các bạn? Rồi, mua 4 cái như sau. Ví dụ các bạn mua lần 2 á. Mua lần 2 mà các bạn đặt mua 4 cái. 109 ngàn một cái các bạn đặt mua 4 cái. Đúng không? Rồi, nhân vô cộng cho cái tiền ship là 20 ngàn. Thì ra được là 456 ngàn. 456 ngàn này các bạn chia bình quân ngược lại cho 4 cái thì giá gốc một cái là đơn giá gốc một cái là 114.000 đồng. So với các bạn mua một cái là 129.000 thì các bạn sẽ được lợi là 15.000 đồng một cái.
Hiểu chưa nào? Đó. Nếu bài này người ta hỏi mua 4 cái tổng giá trị nhập kho là bao nhiêu thì các bạn trả lời là 456 ngàn, đúng không? Còn hỏi đơn giá một cái là bao nhiêu thì các bạn tính ra được là 114 ngàn đồng. Đó. Rồi chúng ta qua ví dụ số 2. Ví dụ số 2 nè. Mình đang đang ở cái nguyên tắc giá gốc nha các bạn. Ví dụ số 2 của nguyên tắc giá gốc. Ngày 7 tháng 1, bạn Nhất Nguyễn mua trà 16 kg, thanh toán là 1.180.000 ngàn, trả bằng tiền mặt. Chi phí tiền xăng bạn đi mua trà là hết 20 ngàn, cũng trả bằng tiền mặt. Hỏi tổng chi phí bạn trả cho việc đi mua trà 16 kg là bao nhiêu? À, các bạn tính cho cô vậy. Tổng chi phí đi mua trà 16 kg là bao nhiêu? Cộng vô cả tiền xăng nữa, có phải là 1.180.000 cộng cho 20 là 1.200.000 không nè? Đúng không? Câu hỏi số 2, bạn Nhất Nguyễn mua trà về đến nhà là bao nhiêu tiền một ký? Thì muốn tính đơn giá thì các bạn lấy tổng giá trị là 1.200.000 chia cho 16 là ra bao nhiêu? Ra 75.000 đồng một ký, đúng không? Rồi câu hỏi số 3, nếu ngày 31 tháng 1 năm 2021 giá trà ngoài thị trường lên là 200.000 đồng một ký thì lượng trà của bạn vẫn còn là vẫn bạn đã dùng rồi nhưng mà vẫn còn tồn là 6 kg, thì bạn có xin tiền mẹ để trả thêm cho công ty lúc ban đầu mình mua không? Tại vì giá thị trường nó lên, bạn có xin tiền để trả thêm hay không? Đó. Và giá vốn là 6 kg trà của bạn có thay đổi hay không nếu sử dụng lượng trà này? Rồi các bạn suy nghĩ trả lời nha. Rồi. Vậy thì giá trị mà bạn đã mua là 75.000 đồng một ký. À. Giá trị bạn mua là bạn đã trả tiền công ty rồi, đúng không? Bạn đã trả tiền mặt cho công ty rồi. Bây giờ giá thị trường có lên 200.000 đồng một ký nữa thì là giá của bạn vẫn là 75.000 đồng, đúng không? À, đâu còn thiếu nợ công ty nữa đâu. Cho nên cái câu là bạn có xin tiền mẹ để trả thêm công ty hay không thì mình trả lời là không. Đó. Rồi. Vì giá gốc sao có thay đổi không các bạn? À, giá gốc không nè, giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác. À, đâu có thay đổi đâu. Rồi. Vậy giá vốn của 6 kg trà của bạn này nè, có thay đổi hay không? Cũng không thay đổi, mỗi ký vẫn 75.000. Đúng không? Vậy giá 6 ký là các bạn lấy 6 nhân 75 là ra 450.000. À. À, theo nguyên tắc giá gốc, giá không thay đổi. Tiếp theo ví dụ số 3. Cô cho nhiều ví dụ để các bạn hiểu đó, à, những cái ví dụ này. À, mai mốt các bạn sẽ gặp những cái tình huống tương tự à, mà người ta thay đổi số liệu thì các bạn cũng làm được ha. Ví dụ số 3. Ngày 20 tháng 1, công ty Casa mua ô tô 4 chỗ trị giá là 900 triệu đồng, chi phí lắp đặt chạy thử hết 10 triệu đồng, tất cả trả bằng chuyển khoản. Theo nguyên tắc giá gốc thì nguyên giá ô tô này sẽ được ghi nhận vào sổ kế toán là vẫn 910 triệu đồng. À, đến cuối năm nè, ngày 31 tháng 12 2021, nếu giá thị trường của ô tô lên là 950 triệu đồng thì nguyên giá của ô tô này trên báo cáo tài chính vẫn giữ nguyên là 910 triệu đồng. Hỏi theo bạn tại sao tài sản phải ghi nhận theo giá gốc? À, tại sao tài sản phải ghi nhận theo giá gốc là không thay đổi 910 triệu đồng chứ không ghi theo giá thị trường các bạn? Tại vì giá gốc là giá gì? Là giá mà chúng ta ghi nhận khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền. Đây, giá gốc là tài sản nè, có được nè, tính theo số tiền hoặc tương đương tiền phải trả. Vậy mình số tiền mình đã trả mua cái ô tô này nè, tổng cộng là 910 triệu đồng thì nó cũng không thay đổi. Cuối năm cho dù giá thị trường nó có thay đổi tăng lên như thế nào thì giá gốc nó cũng không thay đổi, đúng không? Nếu mình sửa theo giá thị trường thì chưa có quyết định gì hết mà mình sửa theo giá thị trường thì sao nè? Thì có phải là mình thổi phồng
cái tài sản này, đúng không? Thực tế mình trả có 910 triệu thôi, mà mình sửa thành 950 triệu thì có nghĩa là thổi phồng cái tài sản của công ty này, giống như là ảo vậy đó, ghi khống lên vậy đó, là không được đó các bạn nha. Đó là lý do tại sao tài sản phải ghi nhận theo giá gốc. Rồi chúng ta đến ví dụ số 4. Ví dụ số 4 như sau. Tôi cho chữ nó to lên cho các bạn thấy. Đây, ví dụ số 4 như sau. Công ty Kim Nhất nhập khẩu một dây chuyền máy móc thiết bị trị giá 4 tỷ. Trị giá 4 tỷ. Chi phí vận chuyển máy từ cảng về công ty hết 300 triệu đồng. Thuê một công ty A đến kiểm tra máy trước khi đưa vào sản xuất hết 100 triệu đồng để có tiền thanh toán cho nhà cung cấp B. Công ty Kim Nhất trả vay 2 tỷ đồng. Đã vay 2 tỷ đồng với thời hạn là 5 năm, lãi suất là 12% năm. Từ khi giải ngân số tiền vay đến khi dây chuyền máy móc được đưa vào hoạt động là 5 tháng. Hỏi kế toán sẽ ghi nhận nguyên giá tài sản của dây chuyền máy này như thế nào, ghi nhận như thế nào? Đây, các bạn suy nghĩ 2 phút trả lời nha. 2 phút rồi cô sẽ sửa, rồi các bạn xem coi, so với mình, ý mình trả lời như vậy và cô mình sai chỗ nào. Dụ nhập khẩu một dây chuyền máy móc thiết bị nè, giá 4 tỷ. Rồi chi phí vận chuyển máy từ cảng về công ty hết 300 triệu. Thuê một công ty A đến kiểm tra hết 100 triệu. Rồi để có tiền thanh toán cho nhà cung cấp B nè, công ty Kim Nhất đã vay 2 tỷ. Nhà cung cấp tức là bên bán cái dây chuyền máy móc này đó bạn. Vay 2 tỷ, thời hạn 5 năm, lãi là 12% năm. Từ khi giải ngân số tiền vay đến nay, dây chuyền máy móc đã được đưa vào hoạt động 5 tháng. Từ khi giải ngân số tiền vay đến khi dây chuyền máy móc được đưa vào hoạt động là được 5 tháng rồi. Hỏi kế toán ghi nhận nguyên giá tài sản của dây chuyền máy này là bao nhiêu? Vậy thì nguyên giá là bằng giá mua ban đầu nè, là 4 tỷ nè, cộng 4 tỷ cộng cho 300 triệu ha, rồi cộng cho tiền kiểm tra máy khi đi vào hoạt động cộng 100 triệu nữa, đúng không? Cộng 100 triệu. Rồi công ty đã vay 2 tỷ thời hạn 5 năm, lãi suất 12% một năm, và để vay được, để có được cái vốn này, để có được cái vốn để mua một cái máy móc thiết bị này là 5 tháng các bạn. Mình phải trả lãi vay 5 tháng. Vậy thì phải cộng cái tiền lãi 5 tháng này vào. Là các bạn lấy 2 tỷ nè. 2 tỷ nhân cho 12% một năm. Đúng không? Nhân 12% một năm. Đó. Nhân cho 12% một năm, chia cho 12, nhân cho 5. Đấy. Rồi các bạn tính bằng cách nào. Nguyên giá bằng ha 4 tỷ là 4.000 triệu cộng cho 300 triệu cộng cho 100 triệu rồi cộng cho cái lãi suất vay này là 2 tỷ, 2 tỷ là 2.000 triệu nè, nhân cho 12%, 12% một năm, đúng không? 12% một năm tức là 1% một tháng đó các bạn. Này, 12% một năm, đúng không? Rồi 5 tháng rồi bằng bao nhiêu, các bạn tính ra thấy chưa nào? Đơn vị tính là triệu đồng đó, ra bao nhiêu triệu đồng. Tại vì cái chi phí trả lãi này nè, nó liên quan đến đến việc có được cái tài sản đó.
có được cái tài sản đó là mình phải trả lại, tại cái thời điểm mình có được cái tài sản đó là mình phải trả lại là nhiêu đấy. Còn chi phí sau khi từ tháng thứ sáu trở đi về sau đó là công ty xem như là cái chi phí này là công ty phải chịu, phải ghi vào chi phí tài chính. Chi phí lãi vay phía sau là công ty ghi vào chi phí tài chính chứ không được ghi vào nguyên giá nữa. Vì doanh nghiệp không có đủ dòng tiền để mua cái tài sản này, cho nên doanh nghiệp phải đi vay. Cái lãi mà phát sinh phía sau khi có cái tài sản này là đưa vào chi phí tài chính. Hiểu chưa nào? Cô ghi chú ở đây. Lãi phát sinh sau khi có tài sản sẽ ghi vào chi phí tài chính. Sau này các bạn sẽ học chi phí tài chính là tài khoản 635 á nha. Rồi tiếp theo, ví dụ số 5. Ví dụ số 5 là nhập khẩu tài sản. Công ty Kim Nhất nhập khẩu một ô tô, giá mua bên nước ngoài được quy đổi ra tiền Việt Nam là 500 triệu đồng. Thuế nhập khẩu 20% là 100 triệu đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt 40% là 240 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo phương pháp khấu trừ 10% là 84 triệu đồng. Chi phí vận chuyển và lệ phí trước bạ là hết 50 triệu đồng. Tất cả trả bằng chuyển khoản và ô tô đưa vào hoạt động. Hỏi kế toán sẽ ghi nhận nguyên giá tài sản ô tô này như thế nào? Vậy thì nguyên giá ở đây các bạn tính sao nào? Các bạn tự tự tính trước nha. Nguyên giá này bằng bao nhiêu đây? Nguyên giá là bằng giá mua ban đầu là 500 triệu đồng nè, cộng cho các khoản thuế nhập khẩu, cộng cộng cho thuế tiêu thụ đặc biệt là 240. Rồi thuế giá trị gia tăng mình được khấu trừ theo pháp khấu trừ là mình không cộng vào, rồi cộng cho phí lệ phí trước bạ 50, rồi các bạn tính ra cho cô là nguyên giá là bao nhiêu. Theo nguyên tắc giá gốc, đây là theo nguyên tắc giá gốc, bằng giá mua cộng các khoản thuế không hoàn lại cộng các khoản chi phí liên quan đến việc có tài sản đó ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Rồi tiếp theo, ví dụ số 6. Ví dụ số 6 là mục đích của cô là cho các bạn tự tính ra những cái khoản thuế này chứ không phải là cho sẵn như các bạn ở ví dụ số 5. Đấy chưa? Có những cái bài hay là thực tế bên ngoài người ta cho các bạn tự tính. Đấy. Ví dụ nhập khẩu ô tô giá bên nước ngoài là 500 triệu. Đúng không? Rồi các bạn tự tính ra. Giá mua ở đây là 500 triệu. 500 triệu đồng. 500 triệu đồng này giống như là số tiền là A nè. Đúng không? Rồi, thuế nhập khẩu ở đây là 20%. 20% này các bạn chú ý ghi công thức này vô nè, 20% nhân với A là bằng 20% nhân 500 triệu, đúng không? 20% nhân 500 triệu là ra 100 triệu. Rồi tới thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây đề bài người ta cho là 40%. 40% công thức nè. Thuế sau thì bằng giá mua ở đằng trước. Đây. Ví dụ đây các bạn đặt là B đồng đi. B. Thuế ở phía sau là bằng giá mua ở phía trước cộng cho thuế phía trước.
tất cả mở ngoặc đóng ngoặc nhân thuế suất là bằng 40%, 40% nhân cho 600 đúng không? Đây, 40% nhân cho 600 triệu có phải là 240 triệu không? Đó, là bằng 240 triệu. 240 triệu đồng. Rồi. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là bằng 10%. 10% nhân 240 triệu này các bạn đặt nó là số C chẳng hạn. Đúng không? Thì thuế phía sau là bằng tất cả giá trị phía trước cộng lại nhân thuế suất bằng bằng 10%. 10% các bạn nhân cho mấy đây? 10% nhân cho 500 nè. Cộng 100 nè. Cộng 240. Rồi, các bạn tính ra coi, 10% của 840 là 84 triệu là thuế giá trị gia tăng, đúng không? Rồi, chi phí vận chuyển ở đây đề bài người ta cho là 50 triệu. Rồi, sau đó các bạn suy ra nguyên giá. Nguyên giá bằng giá mua là 500 cộng cho thuế nhập khẩu 100 cộng cho thuế tiêu thụ đặc biệt 240. À, vậy chúng ta thuế số vào nguyên giá là bằng giá mua bên nước ngoài là 500 nè. Cộng cho thuế nhập khẩu là 100 triệu. Cộng cho thuế tiêu thụ đặc biệt là 240 triệu. Chúng ta không cộng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ vì thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chúng ta được được hoàn lại trong tương lai. Rồi, cộng cho phí và lệ phí trước bạ 50 triệu. Rồi các bạn bấm máy ra coi nào. 5 6 8 890 triệu. À, vậy cô đã hướng dẫn xong cho các bạn là nguyên tắc giá gốc. À, mai mốt thì những cái bài toán dạng như vậy người ta đổi số thì các bạn cũng làm bài được nha. Rồi, chúng ta qua nguyên tắc tiếp theo. Theo chúng ta qua nguyên tắc số 4 là nguyên tắc phù hợp. Nội dung của nguyên tắc như sau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí của kỳ kế toán tạo ra doanh thu, chi phí của kỳ kế toán trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Rồi, khi các bạn đọc nội dung của nguyên tắc thì các bạn hiểu được cái ý đầu đúng không? Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng với việc tạo ra doanh thu đó. Đó là bạn hiểu được cái vế này, đúng không? Nó chỉ có doanh thu và chi phí. À, chi phí thì phải tương ứng với doanh thu, tương ứng với việc tạo ra doanh thu đó. Còn ý sau thì các bạn đọc thì các bạn thấy nó hơi khó hiểu một tí. Ví dụ như chi phí của kỳ kế toán tạo ra doanh thu nè. Doanh thu nó bao gồm chi phí của kỳ kế toán tạo ra doanh thu, rồi chi phí của các kỳ trước hoặc là chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. À, đúng không nào? Giống như mình bán hàng vậy đó, mình bán hàng thì mình đâu phải là trong kỳ là mình bán hết hàng đâu. Mình có khi mình bán được cái hàng tồn của kỳ trước. Giống như trái cây vậy đó. Ví dụ trái cây hôm nay các bạn mua trái cây về bán thì các bạn bán không hết thì để số lượng đó ngày mai các bạn bán. Ngày mai các bạn bán thì các bạn bán cái hàng mà hôm nay tồn các bạn bán trước. À, bán trước. Các bạn lấy các bạn bán trước thì sao? Thì cái giá nó cũng khác nhau đúng không? Đấy. Rồi giá vốn nó cũng tương ứng khác nhau luôn. Ví dụ ngày hôm nay mình mua có 80.000 thôi. À, 80.000 mà mình bán 90.000. Đó, ngày hôm sau giá nó lại lên 85.000. Mình cũng bán 90.000 chẳng hạn. Đó. Vậy thì doanh thu và chi phí nó phải phù hợp với nhau. Đấy. Rồi minh họa về nguyên tắc phù hợp nè. Doanh thu trong tháng X nào đó tương ứng với chi phí cùng tháng X hoặc là chi phí của tháng trước X. Thấy chưa? Đó, doanh thu và chi phí nó phải tương ứng với nhau. Cùng mặt hàng đó. Đó.
Rồi để hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc phù hợp thì cô sẽ cho các bạn một số ví dụ như sau, từ đơn giản đến phức tạp. Ví dụ một nè, nó gần vừa gũi với các em nè. Ngày 1 tháng 1, bạn sinh viên Nhất Nguyễn thuê nhà làm cửa hàng bán trà sữa, đúng không? Với giá 2 triệu đồng một tháng, bạn đã trả trước 3 tháng là 6 triệu đồng bằng tiền mặt. Rồi hỏi, chi phí thuê cửa hàng tháng 1 năm 2021 của bạn là bao nhiêu? Chi phí thuê cửa hàng tháng 1 là bao nhiêu? Rồi, câu hỏi tiếp theo, nếu ngày 15 tháng 1 bạn chi tiền mua quà sinh nhật cho bạn phòng kế bên hết 1 triệu, hỏi trong trường hợp này chi phí thuê cửa hàng của tháng 1 là bao nhiêu, có thay đổi hay không? À, gợi ý chi phí tương ứng với doanh thu mỗi kỳ. Rồi. Rồi, chi phí và doanh thu phải phù hợp với nhau, đó là nguyên tắc phù hợp. Vậy thì câu hỏi số 1, chi phí thuê cửa hàng tháng 1 của bạn là bao nhiêu? À, là 2 triệu hay là 6 triệu các bạn? À, các bạn suy nghĩ trả lời ha. Rồi, theo nguyên tắc phù hợp thì là tính theo mỗi kỳ, đúng không? Chi phí tương ứng với doanh thu mỗi kỳ, vậy là chi phí đây là phải là 2 triệu. Nếu bạn ghi chi phí 3 tháng mà vào trong tháng 1 này thì có phải là chi phí trong tháng 1 này nó tăng không? Nếu chi phí nó tăng thì doanh thu của tháng 1 này bạn bán ít mà bạn trừ cho hết, bạn trừ hết chi phí của 3 tháng như vào thì có phải là mình bị lỗ không nè? Nó không có phù hợp, hiểu chưa? Nó cho nên chi phí phải chia nhỏ ra cho mỗi kỳ. Rồi, nếu ngày 15 tháng 1 bạn chi tiền mua quà sinh nhật cho bạn phòng kế bên, đây là việc riêng rồi đúng không? À, việc riêng rồi, đây là việc riêng chứ không có phục vụ cho việc mà kinh doanh bán hàng của bạn, cho nên chi phí này là không phù hợp, đúng không? Hỏi trong trường hợp này chi phí thuê cửa hàng này là bao nhiêu, trong tháng 1 là bao nhiêu, thì vẫn là người chủ cho thuê người ta đâu có tăng giá đâu các bạn, đúng không? Chi phí thuê một tháng vẫn 2 triệu là vẫn 2 triệu, chứ không có cộng những cái chi phí khác không liên quan như chi phí đi sinh nhật 1 triệu cộng vô trả cho bà chủ thuê 3 triệu là không phải. À, vậy các bạn trả lời là chi phí trong tháng này thuê này vẫn là 2 triệu. À, đó là dựa theo nguyên tắc phù hợp. À, ví dụ một rất là đơn giản đúng không nè, ai cũng hiểu. Bây giờ cô sẽ qua ví dụ số 2. Ví dụ số 2 như sau, ngày 5 tháng 1 cô cũng lấy lại cái công ty trà Casa đó, bán một lô hàng với giá là giá vốn á, lô hàng trị giá là 800 triệu, có nghĩa là giá vốn, với giá bán là 1 triệu 180 cho khách hàng Nhất Nguyễn nhưng chưa thu tiền. Đến ngày 7 tháng 1, khách hàng Nhất Nguyễn trả bằng tiền mặt là 1 triệu 180 cho công ty. Hỏi, công ty ghi nhận bán hàng vào ngày nào? Câu hỏi này là mình trả lời ở ở cái nguyên tắc cơ sở dụng tích rồi các bạn ha. À, công ty ghi nhận và bán hàng vào ngày nào? Ngày nào thực tế phát sinh thì ghi nhận, đúng không? Thì trả lời là ngày 5 tháng 1. À, 5 tháng 1 theo nguyên tắc cơ sở dụng tích, đúng không? Câu 2, doanh thu và giá vốn hàng bán ghi nhận vào ngày nào? Doanh thu và giá vốn hàng bán ghi nhận vào ngày thực tế mà mình bán được hàng, mình giao cái hàng này cho khách hàng, tức là giao cái quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, giao hàng cho người ta. Đây là ngày ngày 5 tháng 1 nè, đó, mình lấy được hàng rồi, đúng không? Lấy hàng rồi, giao cho khách hàng luôn rồi. Cho dù chưa thu tiền hay là đã thu tiền đều phản ánh doanh thu và giá vốn ngay tại thời điểm bán hàng là ngày 5 tháng 1. Nghe chưa nào? Đây, cô cũng minh họa cho các bạn là vào sổ nhật ký chung này. Này, đây là sổ nhật ký chung. Sổ nhật ký chung ghi nhận doanh thu và giá vốn, ghi đồng thời doanh thu và ghi giá vốn luôn đó, nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận giá vốn tương ứng với việc tạo ra doanh thu đó, đúng không? Rồi, ngày nào thu tiền thì mình cũng phải ghi sổ kế toán ngay tại thời điểm đó luôn, đó là nguyên tắc cơ sở dụng tích. À,
Hiểu chưa nào? Rồi tiếp theo, chúng ta qua ví dụ số 3. Đến công ty, hồi nãy là cá nhân mình thuê đúng không? Bây giờ đến công ty thì như thế nào đây? Công ty Casa thuê văn phòng trong vòng 12 tháng. Trong tháng 1 năm N, doanh nghiệp trả trước 120 triệu đồng bằng chuyển khoản cho 12 tháng. Tức là trả trong tháng 1, tháng đầu tiên á, người ta trả trước cho 12 tháng luôn. Giống như là trả cho cái hoạt động của mình kinh doanh nó lâu dài, chứ không đi chập chờn này để người khác vào mướn cái mặt bằng đó, hiểu chưa? Mình trả một lần, trả trước cho 12 tháng luôn. Rồi là 120 triệu. Hỏi kế toán sẽ ghi chi phí trong tháng 1 là bao nhiêu nè? Công ty sẽ ghi chi phí trong tháng 1 là bao nhiêu? Câu 2 là tiền ngân hàng ghi giảm trong tháng 1 là bao nhiêu? Đó. Rồi theo nguyên tắc phù hợp đúng không? Doanh thu và chi phí là phải phù hợp với nhau, chi phí là phải phân bổ cho mỗi kỳ. Vậy thì câu số 1 chúng ta trả lời sao nè? Chi phí trong tháng 1 là bao nhiêu các bạn? Một năm là 120 triệu mà cho 12 tháng thì mỗi tháng là 10 triệu ha. Tiền ngân hàng ghi nhận giảm trong tháng 1 là bao nhiêu? Trong tháng 1 là mình rút tiền ra luôn. Rút một số tiền rất lớn, đó là một cục tiền đó, 120 triệu luôn. Thì mình rút tiền ra thì ngân hàng sẽ rút bao nhiêu thì ngân hàng sẽ trừ giảm bấy nhiêu, đúng không? Rút 120 triệu thì tiền ngân hàng sẽ giảm 120 triệu. Vậy tiền ngân hàng giảm trong tháng 1 là 120 triệu. Hiểu chưa? À, tiền giảm 120 triệu nè, theo nguyên tắc cơ sở dùng tích nè. À. Rồi. Đây là sản phẩm của kế toán là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. À. Chi phí thuê văn phòng. Chi phí thuê văn phòng thì kế toán sẽ ghi vào cái mục. Phí thuê văn phòng sẽ được ghi vào chỉ tiêu số 9. Đó là chi phí quản lý doanh nghiệp các bạn. Đây là sản phẩm của kế toán là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. À, nó bao gồm doanh thu, giá vốn và các khoản chi phí và tính ra lãi lỗ. Cho nên người ta gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cái bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này các bạn sẽ được học ở chương 2 của môn nguyên lý kế toán, đó là chương báo cáo tài chính nha các bạn. Cho nên ở đây á, cô sẽ chiếu cho các bạn xem là cái chi phí sẽ được ghi vào đâu thôi. Cái đường đi của cái chi phí thôi, đó, minh họa cho các bạn biết thôi. Ha. Rồi tiếp theo chúng ta qua ví dụ số 4. Ví dụ số 4 để hiểu rõ hơn về nguyên tắc phù hợp như sau. À, ví dụ số 4, công ty C là đơn vị xây dựng, trong tháng 1 bỏ ra một khoản chi phí cho công trình xây dựng như sau. Chi phí nguyên vật liệu đá, xi, cát là 100 triệu nè. Chi phí nhân công là 50 triệu nè. Chi phí thuê máy thi công là 80 triệu. Cuối tháng 1 năm N, công trình xây dựng. Công trình xây dựng chưa hoàn thành. Máy cô nó cứ bỏ mất dấu quyền. Cuối tháng 1 năm N, công trình xây dựng chưa hoàn thành. Đến tháng 2, công ty phát sinh thêm các khoản chi phí công nhân là 20 triệu, chi phí thuê máy thi công là 20 triệu. Cuối tháng 2 năm N, công trình hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng giá trị là 500 triệu. Trong hợp đồng có quy định giá bảo hành là 10%. Hỏi, vậy các chi phí mà công ty ghi nhận tương ứng với khoản doanh thu 500 triệu trên là bao nhiêu? À, các bạn xem coi chi phí tương ứng với doanh thu là bao nhiêu? Doanh thu là 500 triệu thì chi phí là bao nhiêu? Chi phí nè, các bạn tính cho cô nè. Chi phí bằng bao nhiêu nè? Chi phí bằng là chi phí trong tháng 1 mình bỏ ra là 100 triệu cộng cho 50 cộng cho 80 là của tháng 1. Đúng không? Đến tháng 2 công trình này chưa hoàn thành mà. Đến tháng 2 lại phát sinh thêm chi phí là 20 triệu cộng chi phí máy thi công 20 triệu. Đúng không?
Rồi, trong hợp đồng có quy định là giá trị bảo hành là 10%. À, giá trị bảo hành là bằng 10% nữa. Vậy thì các bạn phải cộng thêm 10% giá trị bảo hành. À, 10% giá trị bảo hành, 10% của 500 triệu. Đó. Vậy thì chi phí là bao nhiêu các bạn tính coi. À, tính coi xem ra bao nhiêu ha. Giá trị bảo hành là 10%. Mình phải cộng vào. Vậy thì có nghĩa là gì? Chi phí trong tháng trước là chi phí nào đây? Tháng trước là tháng 1 đó. Tháng trước là 10 cộng 50 cộng 80 nè. Rồi chi phí trong tháng này là tháng 2 nè. 20 cộng 20. Rồi chi phí trong tương lai là chi phí bảo hành trong tương lai là 10% nhân 500 triệu. Vậy thì có nghĩa là có ba cái mốc thời gian đúng không? Trước đó và hiện tại và tương lai. Vậy thì cô đã hướng dẫn cho các bạn xong nguyên tắc phù hợp. Này, nguyên tắc phù hợp nè. Chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Đúng không? Đó. 10% chi phí bảo hành liên quan đến doanh thu. Đó. Này, kỳ trước nè, đã trả nè. Rồi 10% chi phí bảo hành là 10% nhân với 500 triệu đó các bạn ha. Rồi chúng ta qua nguyên tắc tiếp theo. Nguyên tắc số 5 là nguyên tắc nhất quán. À, các bạn đọc cái nội dung nguyên tắc nhất quán nè, cái tên này cũng rất là dễ hiểu đúng không? À, nhất quán thì mình nghĩ nó là thống nhất rồi, đúng không? Thống nhất rồi. Rồi, các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã được lựa chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Các bạn gạch chân cho cô là áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Đây là cái điểm nhấn của nguyên tắc nhất quán. À. Trường hợp có thay đổi chính sách kế toán và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng sự thay đổi đó ở phần thuyết minh báo cáo tài chính. Nếu có thay đổi thì phải giải trình lý do ở phần thuyết minh của báo cáo tình hình tài chính. À. Rồi. Nguyên tắc này có ý nghĩa là đảm bảo các thông tin và số liệu kế toán không bị bóp méo, và từ đó giúp người đọc báo cáo có đầy đủ thông tin cần thiết để có thể so sánh các báo cáo tài chính của các kỳ kế toán khác nhau. Có nghĩa là mình áp dụng thống nhất thì giữa năm trước, năm nay và năm sau, nó dễ so sánh về mặt doanh thu, chi phí, giá thành các bạn ha. Rồi cô cũng cho các bạn xem cái ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất là đơn giản, cô đi từ đơn giản cho đến công ty ha. Ví dụ đơn giản nè, ví dụ quán trà sữa Nhất Nguyễn bán lẻ là 30.000 đồng ly. À, giá vốn là 20.000 mà bán 30.000 là lời 10.000 rồi đúng không? Rồi, bạn sẽ xây dựng định mức mỗi ly thì bạn bỏ vào đó 3 muỗng thật. À, rồi, đó là xây dựng cái định mức bán hàng đó, bỏ vào 3 muỗng thật giống như là cái chi phí góp phần bỏ vào giá vốn của mình đó là 3 muỗng thật. Ngày 12 tháng 1 2021 tình hình bán hàng của bạn như sau: bán cho bạn Phương một ly là bạn này bỏ 3 muỗng thật, cũng là giá là 30.000 không. Bán cho bạn Mạnh một ly bạn lại cho 4 muỗng thật. Rồi bán cho người yêu thì người yêu mua 2 ly thì bạn tính tiền có một ly thôi, giống như là thiên về tình cảm á, không rồi tặng một ly, còn cho người yêu này lại 5 muỗng thật nữa đúng không, rồi cho nhiều hơn nữa. Hỏi nè, theo bạn chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng không? Người bán có bị lỗi không? À, cô cho ví dụ vui thôi nha các bạn. À, theo bạn thì chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng không? À, mình đi mua hàng thì à, mình đi mua hàng ví dụ
mình đi mua trà sữa thì có nhiều topping thì mình thấy là cái ly nó ngon đúng không các bạn? Đúng không? Trà sữa có nhiều topping nè, nhiều thạch nè, nhiều trân châu, nhiều bánh lăng thì các bạn thấy nó ngon đúng không? Rồi, vậy thì các bạn thấy khi mà bạn đã xây dựng là 3 muỗng trong một ly, mà một người thì bạn cho 3 muỗng, người thì bạn cho 4 muỗng, giống như xuất kho lúc 3 lúc 4. Đúng không? Lúc thì tặng, không có định mức gì hết. Thì chất lượng sản phẩm này có ảnh hưởng hay không các bạn? À, nhiều bạn trả lời là có nè, có ảnh hưởng. Đúng rồi ha. Người bán có bị lỗ hay không? Mình không, mình người bán có dễ theo dõi không các bạn? Mình không có xây dựng được cái định mức thì mình có dễ theo dõi được cái chi phí mình bỏ ra không nè? Không có theo dõi được đúng không? À, không có theo dõi được cái chi phí mình bỏ ra. Vậy thì dẫn đến là có khi là mình bị lỗ đó, mình cho nhiều đúng không? Có khi là mình bị lỗ. Cho nên cái bạn này là không có nhất quán. À, không có áp dụng chính sách nhất quán. À. Rồi, cô ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ hai là ví dụ này là để lấy điểm cộng cho các bạn. À, các bạn chú ý tập trung nha. À, ví dụ thứ hai như sau. À, ví dụ thứ hai là giờ mình kinh doanh vàng đi ha, kinh doanh vàng. Rồi đề bài ví dụ số 2 như sau. À, này là lấy điểm cộng cho các bạn mà nhanh nhẹn nha. À, tại doanh nghiệp kinh doanh vàng SCC có tình hình kinh doanh như sau. Trong tháng 5 năm N mua một mua ví dụ như mua đơn giản thôi, mua một lượng SCC. À, một lượng SCC giá 52 triệu đồng một lượng. Tháng 6 năm N mua hai lượng SCC giá 53 triệu đồng một lượng. Tháng 7 năm N bán hai lượng SCC giá bán là 54 triệu đồng một lượng. Hỏi trong tháng 7 năm N các bạn sẽ tính doanh thu là bao nhiêu, giá vốn là bao nhiêu, lãi bao nhiêu? Rồi. Cái này sẽ xảy ra mấy trường hợp nào? Các bạn xem, mua thì mình có mua là 3 lượng rồi, mình bán 2 lượng. Vậy mình không biết mình lấy cái lượng nào mình bán đúng không? Rồi, thứ nhất, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất là các bạn bán một cái của tháng 5. Một cái của tháng 5. Cô ghi tắt ha, một cái của tháng 5 và cộng một của tháng 6. Một của tháng 5 và một của tháng 6. Ha, một SCC của tháng 5 và một SCC của tháng 6. Đúng không? Rồi. Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là bạn lấy cái nào đây? Bạn lấy hai cái lượng của tháng 6 bạn bán. À, trường hợp thứ hai là bán hai cái SCC của tháng 6. Rồi. Trường hợp thứ ba là bạn lấy giá bình quân. Lấy giá bình quân. À, lấy giá bình quân của 2 tháng, à, tháng 5 và tháng 6. Giá bình quân hay còn gọi là trung bình cộng ha. Rồi trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất nè. Bạn bán một lượng của tháng 5 và một lượng của tháng 6 thì giá vốn là bằng bao nhiêu các bạn? Một lượng của tháng 5 là 52 triệu cộng một lượng của tháng 6 là 53 triệu. Vậy là các bạn ra là 100 lẻ mấy? À, 105 triệu đúng không? Rồi, doanh thu. Doanh thu nè. Doanh thu là theo giá bán 2 nhân cho 54. Rồi các bạn ra là 108 triệu. Đúng không? Vậy suy ra các bạn lãi là bao nhiêu? Trường hợp thứ nhất là lãi là mấy nè? Lãi là 3 triệu. À, 108 trừ 105 bằng 3 triệu. Đúng không? Trường hợp thứ hai. Bạn bán hai cái SCC của tháng 6. SCC của tháng 6. Của mình mua tháng 6 đó, mình bán. À, mình lấy ra mình bán. Thì lúc này giá vốn là bao nhiêu? Tháng 6 mình mua bao nhiêu thì giá vốn là bao nhiêu đây? Rồi các bạn tính giá vốn coi. Giá vốn bằng 2
tháng 6 mình mua là 53 nè, các bạn thấy không? Tháng 6 53 là 2 nhân 53, 2 nhân 53 bằng 106 triệu. Rồi doanh thu thì cũng không thay đổi, doanh thu được vẫn là bằng 108 triệu. Rồi vậy suy ra trường hợp này các bạn suy ra lãi là mấy đây? Nếu nếu mình tính theo trường hợp này là lãi là bao nhiêu? 108 trừ 106 là lãi là 2 triệu. Đúng không? Rồi trường hợp tiếp theo, nếu kế toán lấy giá vốn là giá bình quân, giá vốn là giá trung bình cộng, giá vốn là giá trung bình cộng tức là bằng gì? Trung bình cộng là 52 cộng cho 2 nhân 52 là ra bao nhiêu nào? 2 nhân 5, 2 nhân 53 là 106. 106. Rồi. Bán 2 chia 3. À. Rồi, ra bao nhiêu? À, ra bao nhiêu ha? Rồi xong rồi các bạn tính doanh thu. Doanh thu thì nó vẫn bằng 108. Đúng không? Doanh thu vẫn bằng 108 nè. Rồi các bạn tính 52. 52 cộng 106 bằng 158 nhân 2 chia 3. À, 100 nhân 2 chia 3 là bằng 1 bằng 105,3. Trên đây là 105,3 giá vốn. Rồi, xong rồi các bạn suy ra lãi. Lãi bằng hai phẩy bảy triệu. Đấy. Rồi, bạn nào ra được đúng như vậy là được điểm cộng nha. Rồi, qua cái ví dụ này, ý cô nói là gì? Ý cô nói là giá vốn nó sẽ thay đổi tùy theo cái phương pháp tính, à, cái phương pháp tính của việc xuất hàng tồn kho. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là các bạn lấy cái cũ bạn xuất trước nè, à, tức là nhập trước xuất trước FIFO. Sau này các bạn sẽ học theo phương pháp FIFO đó, à, cái cũ xuất trước đúng không? Tháng 5 xuất trước rồi đến tháng 6 xuất hết lô tháng 5 rồi qua tháng 6 xuất đủ số lượng. Trường hợp thứ hai là các bạn lấy theo phương pháp đích danh, ví dụ như lấy của hai cái tháng 6 thôi, à, lấy tháng 6 là theo phương pháp đích danh, rồi lãi nó ra 2 triệu, hiểu chưa? Trường hợp thứ ba là bạn lấy giá bình quân, tại vì mỗi tháng giá nó thay đổi, bây giờ mình lấy giá tổng thành giá trung bình cộng đi, đó 1 nhân 52 cộng 2 nhân 53 chia cho 3 nhân cho 2 ra được là 105,3, lãi là 2,7 triệu, hiểu chưa? Ví dụ số 3 như sau. Ví dụ số 3 như sau, trong năm 2021 công ty trà A đó đang áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO là nhập trước xuất trước. Muốn thay đổi sang phương pháp bình quân giao quyền thì doanh nghiệp phải chờ sang kỳ kế toán sau. Đây là theo nguyên tắc nhất quán, à, theo nguyên tắc nhất quán. À, lý thuyết mình đã học ở mình sẽ học ở những chương tiếp theo là chương số 4 đó các bạn. Tính giá vốn, tính giá xuất hàng tồn kho, chúng ta có 4 phương pháp: nhập trước xuất trước, phương pháp thứ hai là thực tế đích danh, phương pháp thứ ba là bình quân giao quyền cuối kỳ, thứ tư là bình quân giao quyền di động. À, cho nên đối với ví dụ số 3 này, nếu công ty áp dụng theo phương pháp nhập trước xuất trước trong niên độ đó thì công ty phải nhất quán, phải áp dụng thống nhất cho 1 năm chứ không thể thay đổi lúc thì mấy tháng thì nhất quán, mấy tháng thì là phương pháp nhập trước xuất trước, mấy tháng sau là phương pháp bình quân giao quyền, không được,
Làm như vậy thì báo cáo tài chính của mình nó theo dõi nó không có chính xác và không có thể so sánh được các số liệu giữa các năm với nhau. Đấy nha. Rồi. Chúng ta qua nguyên tắc số 6, đó là nguyên tắc thận trọng. Nguyên tắc thận trọng. Thận trọng là việc xem xét và cân nhắc phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc này đòi hỏi ABCD. A là phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn. B là không đánh giá cao hơn giá trị các tài sản và các khoản thu nhập. C là không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí. D là doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Đọc cái nguyên tắc thận trọng này các bạn thấy nó dài hơn các nguyên tắc kia đúng không? Nguyên tắc thận trọng này là đòi hỏi doanh nghiệp cần phải cân nhắc trong những cái điều kiện mà không chắc chắn. Không chắc chắn thì mình phải thận trọng, tức là mình phải xem xét đó rồi mình mới ra quyết định, hiểu chưa các bạn? Đấy. Đối với nguyên tắc này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuẩn mực, như là chuẩn mực doanh thu chi phí, chuẩn mực doanh thu chi phí trong tương lai và các khoản trích lập dự phòng trong tương lai. Cho nên chúng ta luôn luôn suy nghĩ về những cái tình huống mà xấu nhất, những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra đến doanh nghiệp mình. Mình sẽ suy nghĩ những cái tình huống xấu nhất, mình suy nghĩ trước để gì? Để mình phòng ngừa các bạn, để phòng ngừa. Do đó có những các tài khoản liên quan đến những các tài khoản dự phòng. Sau này chúng ta sẽ học là những cái tài khoản như là dự phòng phải thu khó đòi nè, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đúng không? Rồi những cái tài khoản như là những tài khoản chi phí phải trả trong tương lai, những cái chi phí mà chúng ta trả trước phải trả trong tương lai, ví dụ như là tài khoản 33 năm chẳng hạn. Rồi. Các bạn gạch chân cho cô nè, trong các điều kiện không chắc chắn đó, đó là điểm nhấn ha. Những điều kiện không chắc chắn như là chúng ta cần phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn đó. Chúng ta phải lập các khoản dự phòng nhưng chúng ta không lập quá lớn. Vì sao? Vì các khoản dự phòng mà như dự phòng phải thu khó đòi nè, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chúng ta lập lớn là xem như là các tổn thất đó lớn, chúng ta đưa vào chi phí nó lớn, đúng không? Đưa vào chi phí nó lớn hơn thực tế thì dẫn đến sao? Chi phí nó sẽ không phù hợp với doanh thu đó, nó lại ảnh hưởng đến nguyên tắc phù hợp. Đấy chưa? Phải lập nhưng mà không lập quá lớn. Rồi, không đánh giá cao hơn giá trị tài sản và các khoản thu nhập. Giá trị tài sản và các khoản thu nhập thì chúng ta không nên đánh giá cao. Ví dụ như chúng ta mua chiếc xe máy có 30 triệu mà chúng ta ghi vào sổ 40 triệu. Đó là chúng ta thổi phồng giá trị tài sản lên rồi. Làm cho cái báo cáo tình hình tài chính của ta không đúng với thực tế, nó bị xuyên tạc bóp méo. Đúng không? Đây. Đây. Rồi. Vậy thì nó cũng lại vi phạm nguyên tắc, nếu đánh giá cao hơn thì nó vi phạm nguyên tắc giá gốc nữa nè. Rồi, không đánh giá thấp hơn các khoản nợ phải trả và chi phí. Chúng ta nợ nhiều mà chúng ta đánh giá của khoản nợ đó thấp. Thấp thì đến ngày chúng ta thanh toán nợ chúng ta không có đủ tiền trả nợ, đúng không? Lại bị siết nợ nè. Đó. Hoặc là chúng ta đánh giá thấp của khoản nợ thì chúng ta không có khoản dự trù tiền tài chính để chúng ta trả nợ. Ảnh hưởng đến cái luồng tiền, cái việc sử dụng tiền trong doanh nghiệp. Câu D là gì? Không đánh giá gì? Câu D là doanh thu và thu nhập nè, chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn, hiểu chưa nào? Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn. Bằng chứng chắc chắn là mình đã bán được hàng thì mới ghi nhận doanh thu và thu nhập. Ví dụ như các bạn trong lớp
Và có một bạn là mở cửa hàng bán điện thoại trước cổng trường. Đó. Thì cái ngày khai trương đó, nhiều bạn trong lớp học của mình đi đến đó để gì? Để tặng hoa khai trương à, và đến rất đông. Các bạn thấy số lượng lớp mình đi đến ủng hộ bạn khai trương rất là đông luôn. Vậy hỏi hỏi các bạn là cái ngày đó có chắc chắn là 100% lớp mình là đi vào là mua điện thoại hay không? À, chắc chắn 100% là mua điện thoại hay không? À, đâu có chắc chắn đâu. Bạn vô bạn để bạn tham khảo, bạn xem thôi. À, bạn xem thôi và bạn gửi hoa chúc mừng thôi. Chưa chắc là bạn đã mua, đúng không? Cho nên mình không thể ghi nhận doanh thu mà không có bằng chứng chắc chắn được. Phải dựa trên gì? Dựa trên là phiếu thu nè, phiếu xuất hàng nè, hóa đơn thu tiền nè, hóa đơn chứng từ nè, biên lai thu tiền nè, đúng không? Còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Đó. Khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí à, thì mình mới ghi nhận được, đúng không? Đó. Ví dụ như tiền tiền thuê mặt bằng, tiền thuê mặt bằng à, tiền thuê mặt bằng mình trả trước trong tháng đó, trả trước trong tháng đó là bao nhiêu thì là mình là chắc chắn là mình phải thuê mặt bằng rồi, đúng không? Thì chi phí trong tháng đó mình phải hạch toán vào chi phí à. Thế như nào rồi. À, để hiểu rõ thêm à, về nguyên tắc thận trọng thì cô cũng cho ví dụ như sau. Như sau. À, tình huống số 1, ngày 21 tháng 1 năm 2021, quán trà sữa sinh viên Nhất Nguyễn còn 4 triệu đồng, vay thêm của bạn Hương 3 triệu đồng bằng tiền mặt và hứa đến ngày 31 tháng 1 trả cho bạn Hương. Tình hình kinh doanh của bạn như sau. Ngày 25 tháng 1 chi tiền mặt đầu tư để mua nguyên vật liệu hết 6 triệu đồng. 6 triệu đồng này có nghĩa là bạn sẽ nấu được 300 ly. Menu giá bán bạn lập sẵn 30.000 đồng một ly. Đến ngày 26 tháng 1 bạn thấy gần nhà của bạn đó có công ty may số lượng người là 400 công nhân nên bạn chuẩn bị sẵn 300 ly, đang nấu sẵn 300 ly trà và nghĩ rằng sẽ bán hết. Nếu lượng trà bán không hết có thể bảo quản được 3 ngày. 26 nấu nè, 26, 27, 28, có nghĩa là đến hết ngày 28 là cho 3 ngày luôn đó. Bạn sẽ bán hết, còn nếu qua ngày 29 là bạn sẽ bị quá hạn. À, quá hạn, quá đắt trà này phải bỏ các bạn. Hỏi theo bạn là có chắc chắn bán được 300 ly hay không? Vì sao? À, bạn này thấy tình hình là số lượng công nhân công ty ở gần nhà là 400 người lận, người ta có thể mua 400 ly chắc, bạn nghĩ trong đầu như vậy. À, thế là bạn nấu 300 ly. Hỏi vậy hỏi các bạn là chắc chắn là bạn bán được 300 ly này hết hay không? Không. Câu hỏi tiếp theo, nếu ngày 29 tháng 1 năm 2021 bạn ấy còn tồn 200 ly hết hạn, qua ngày 29 là hết hạn rồi, không, đến ngày 29 là hết hạn rồi, à, quá 3 ngày là hết hạn rồi. À, là trà sẽ bị chua không uống được, tôi uống bị đau bụng cho nên bỏ à, bỏ rồi. Đến ngày 31 tháng 1 bạn ấy đủ tiền trả nợ cho bạn Hương không? Vì sao? À, rồi bây giờ mình sẽ trả lời từng câu hỏi nè, các bạn suy nghĩ trả lời từng câu hỏi à. Theo bạn thì chắc chắn là bán được 300 ly hay không, đúng không? Thấy người ta số lượng công nhân đông như vậy, đúng không? 400 công nhân mà mình nấu 300 ly rồi. Chưa chắc chắn là người ta sẽ dùng số tiền đó để người ta uống trà sữa hết, đúng không? Người ta uống nước mía chi? À, người ta uống nước mía, người ta uống Coca-Cola, người ta uống Pepsi, rồi một số người uống trà sữa chứ đâu phải người ta uống trà sữa hết đâu, đúng không? Cho nên là không chắc chắn nè, bạn nấu 300 ly bạn mục đích là bạn bán cho công nhân này là không chắc chắn rồi, đúng không? Đấy. Rồi. Tức là bạn sẽ vi phạm nguyên tắc gì? Nguyên tắc thận trọng đó, ha. Điều kiện không chắc chắn. À. Nếu ngày 29 tháng 1 bạn ấy vẫn còn 200 ly hết hạn thì bạn bị bỏ 200 ly này. Bỏ 200 ly này, 200 ly này là giá vốn bao nhiêu nè?
giá vốn là 20.000 một ly, 200 ly này là bạn bỏ 400, 4 triệu rồi, bạn bỏ 4 triệu ra rồi, đúng không? Tổn thất tài sản của bạn này 4 triệu rồi, đúng không? Rồi, đến ngày 31 tháng 1 bạn ấy đủ tiền trả nợ cho bạn Hương không? Bạn bán được có 100 ly thôi đúng không? Nấu hai nấu 300 ly mà bán được 100 ly rồi. 100 ly là được 3 triệu rồi. Vậy là vừa đủ trả tiền cho bạn Hương rồi nhưng mà bạn mất vốn rồi, không kinh doanh nữa. À, mất vốn rồi, đâu còn vốn nữa đâu. À, cho nên qua nguyên tắc này đòi hỏi là bạn phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng, phải biết xét đoán trước tình hình, phải biết các khoản doanh thu chi phí chắc chắn hay không, đúng không? Rồi tiếp theo các bạn, tiếp theo là tình huống số 2 là đối với công ty Casa nè. Kế toán lập dự phòng phải thu khó đòi cho khách hàng A là 40 triệu đồng. Đó, đã lập dự phòng rồi 40 triệu đồng. Biết tổng nợ phải thu khách hàng A là 50 triệu đồng và khách hàng A đã quá hạn 8 tháng theo quy định thì mức lập dự phòng là 30%. Hỏi, kế toán đã lập dự phòng phải thu khó đòi như vậy đúng hay sai, vì sao? À. Rồi, vậy kế toán phản ánh đúng hay sai nè? Các bạn tính ra cái mức lập dự phòng cần phải trích theo quy định là người ta nợ mình 50 triệu quá hạn, đúng không? Quá hạn 8 tháng là nhỏ hơn 1 năm, à, lớn hơn 6 tháng thì trích là 30%. 30%, 30% nhân với 50 triệu là ra là 15 triệu. Vậy thì bạn phải trích lập, phải thu khó đòi là 15 triệu. Nhưng mà bạn đã trích lập 40 triệu rồi. Tức là các khoản dự phòng này bạn trích làm sao so với thực tế các bạn? Cao hơn hay là nhỏ hơn? À, cao hơn hay nhỏ hơn nè? Đây. Theo nguyên tắc thận trọng là phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn. Mà bạn này là bạn lập tới 40 triệu, lớn hơn 15 triệu là quá lớn rồi, đúng không? 40 lớn hơn 15 rồi. Đây, 40 triệu lớn hơn 15 triệu, lập quá lớn rồi, vi phạm nguyên tắc dự phòng. Lập dự phòng lớn thì làm cho tài sản của mình nó nhỏ, cái phải thu nó nhỏ đi, đúng không? Đây. Đây, khi trình bày thông tin trên báo cáo tình hình tài chính thì nó sẽ ảnh hưởng nè các bạn. Đúng không? Phải thu khách hàng này 50 triệu mà bạn đã lập dự phòng phải thu khó đòi. À, dự phòng phải thu khó đòi. Đây cô cho gì? Phải thu khó đòi. À. Dự phòng phải thu khó đòi. Bạn lập dự phòng phải thu khó đòi là 40 triệu. Vậy là phải thu ngắn hạn còn lại có 10 triệu thôi, đúng không? Đúng ra là bạn phải lập dự phòng phải thu khó đòi theo nguyên tắc thận trọng là 15 triệu nè. Tài sản này là mình còn 35 triệu phải thu. À. Nếu bạn lập như vậy làm cho tài sản của mình giảm. Nên báo cáo tình hình tài chính thì tài sản mình nó thấp. Không đúng với thực tế. Vậy chưa nào? Đó. Rồi tiếp theo chúng ta qua tình huống số 3. Công ty A là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hàng năm công ty đều phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho cơ quan nhà nước. Tuy nhiên đến tháng 12 công ty vẫn chưa chọn được đơn vị kiểm toán nào phù hợp. Hỏi, công ty có ghi nhận chi phí kiểm toán này vào báo cáo của năm nay hay không? Thì theo quy định thì cuối năm công ty nào cũng nộp báo cáo tài chính hết các bạn, đúng không? Cho nên công ty không tìm được đơn vị kiểm toán này thì cũng phải cố gắng tìm được đơn vị kiểm toán khác. Và nè, công ty này hàng năm công ty đều phải nộp báo cáo tài chính mà, đúng không? Cho nên cái chi phí cho việc thuê kiểm toán là chắc chắn rồi, là chắc chắn rồi. À. À, chi phí cho việc thuê kiểm toán là chắc chắn rồi. Cho nên công ty có ghi nhận chi phí kiểm toán này vào báo cáo cho năm nay. Đó. Là theo nguyên tắc gì nè?
theo nguyên tắc phù hợp. À, nguyên tắc phù hợp. Tại chi phí thực tế sẽ bỏ ra. Và cũng đồng thời nó cũng là theo nguyên tắc thận trọng luôn. À, theo nguyên tắc thận trọng luôn. Đây, chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Đúng không? Trong tháng 12 là chắc chắn là mình phải thuê kiểm toán, không kiểm toán này thì kiểm toán khác, mình phải bỏ tiền ra thuê kiểm toán để mình kiểm toán cái báo cáo tài chính, để mình nộp báo cáo tài chính chứ. Đúng không? Đấy. Rồi. Vậy thì cô đã giới thiệu cho các bạn 6 nguyên tắc kế toán. À, 6 nguyên tắc kế toán. Tiếp theo là qua nguyên tắc số 7 là nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc cuối cùng các em. Nguyên tắc trọng yếu. Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương tiện định lượng và định tính. Xem cái nội dung của nguyên tắc trọng yếu. À, các bạn xem cái điểm nhấn của nó. Đó. Trọng yếu giống như là mình thiếu chính xác, cho dù nó nhỏ, thông tin nó nhỏ thôi mà nó có tính ảnh hưởng đáng kể, nó làm ảnh hưởng đáng kể, làm cho người ra quyết định thông tin, người sử dụng thông tin và ra quyết định thông tin sai lệch. À, giống như sai một ly đi một dặm đó các bạn, thấy chưa? Các bạn gạch chân nè. Nếu thiếu thông tin hoặc sự thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, nè, ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Đó là ý thứ nhất. À, ý thứ hai là tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính. Định lượng và định tính. Đó. Có nghĩa là dù thông tin nó nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn, nó làm thay đổi báo cáo tài chính và làm thay đổi quyết định của người quản lý ha. Rồi, sau đây cô sẽ cho các bạn ví dụ liên quan về nguyên tắc số 7 như sau. Ví dụ đơn giản nha, ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như bạn A và bạn C là hai bạn trai thân cùng học chung một lớp. À, và cùng yêu cô bạn gái sinh viên B lớp khác. À, bạn C nói với bạn A là B không tốt, có nghĩa là hai người bạn nam này cùng yêu bạn nữ mà khác lớp. À, khác lớp. À, mà giống như bạn nam này là muốn chỉ mình ta yêu bạn kia thôi. À, không muốn bạn này yêu thì phải nói, phải bằng cách nào là loại trừ bạn nam này, bằng cách là giả bộ là nói xấu là bạn gái kia là không tốt nè, không tốt nè, trẻ con nè, không biết tính thương người già và có hoàn cảnh khó khăn đấy, để cho bạn A này là có suy nghĩ không tốt về bạn gái, rồi để bạn A bỏ ha, để xem cái bạn A có như thế nào. Thế là bạn A quyết định không yêu bạn gái B nữa. Đó. Không yêu bạn gái B nữa. Nghe bạn C nói như vậy thì bạn A quyết định là không yêu bạn gái B nữa. Hỏi, theo bạn thông tin trên mang tính trọng yếu hay không? Mang tính trọng yếu hay không các em? À. À, tình yêu đích thực mà chỉ nghe một chiều thôi là đã bỏ bạn rồi, không yêu nữa. À, không yêu nữa. Đã quyết định không yêu nữa rồi, đúng không? Sai một ly đi một dặm rồi. À, vậy thì cái này là mang tính trọng yếu nha các bạn, rất trọng yếu. À, mình phải xét nhiều chiều, xét đoán nhiều chiều chứ đâu phải mà bỏ người yêu mình như vậy được, đúng không? Rồi, tiếp theo về công ty nha. Công ty giả sử năm 2019
Tình huống số 2 các bạn. Giả sử năm 2019 kế toán đã quên không phản ánh doanh thu bán hàng sản phẩm. Bán sản phẩm hóa đơn là số 09809 với tổng giá trị là 600 triệu đồng. Sự sai sót này làm cho doanh nghiệp năm 2020 bị lỗ 300 triệu mà đúng ra doanh nghiệp phải lời 200 triệu. Theo bạn, sự sai sót này của kế toán có làm ảnh hưởng thế nào đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính hay không? Bỏ sót cái gì? Tình huống này là kế toán bỏ sót doanh thu. Doanh thu tăng thì làm cho nó dẫn đến là doanh thu tăng thì làm cho vốn chủ sở hữu tăng, lợi nhuận tăng, đúng không? Rồi bạn bỏ sót nè, bạn bỏ sót doanh thu cho nên cái báo cáo mà bạn đã lập là thiếu cái khoản doanh thu này, làm cho cái báo cáo tài chính bị lỗ mà đáng lẽ ra là nó lời 200 triệu. Vậy thì ai sự là người sử dụng cái thông tin sai này? Là cái thông tin sai này đã cung cấp cho giám đốc. Giám đốc nhìn lên cái báo cáo tài chính của mình, kế toán đã làm mà làm sai, nhìn thấy là bị lỗ thì giám đốc, nói chung là có những giám đốc người ta cũng chưa có học qua kế toán, chưa học qua kế toán cho nên vừa nhìn thấy lỗ thôi là người ta không có gì các bạn, không có mở rộng kinh doanh mặt hàng này nữa, thu hẹp đáng kể, đúng không? Quyết định thu hẹp đáng kể, không kinh doanh mặt hàng này nữa. Rồi thì cái là thì là sao, mang tính chất gì, trọng yếu, đúng không? Rất là trọng yếu luôn. Cho nên cái nghề nghiệp và nhiệm vụ của kế toán mình là phải chính xác kịp thời, chính xác kịp thời đấy, và trung thực, chứ không là làm cho cái báo cáo tài chính sai mà không phát hiện nữa. Thì dẫn đến quyết định của người làm chủ doanh nghiệp, người ta sẽ ảnh hưởng, mất đi những cái cơ hội đáng lẽ ra là người ta phải phát triển cái sản phẩm đó, phải mở rộng thêm, phải đầu tư thêm đó, tại vì nó sinh lời mà, đúng không? Rồi rồi tiếp theo tình huống, cô cho thêm tình huống số 3 các bạn. Tình huống số 3, cuối năm công ty A có ký hợp đồng mua nguyên vật liệu của đơn vị B theo phương thức ESW. Cô phóng chữ cho to lên cho các bạn thấy nha. Này, cuối năm công ty có ký hợp đồng mua nguyên vật liệu của đơn vị B theo phương thức ES Work, tức là giao hàng tại kho người bán có tổng giá trị là 4 tỷ, hàng đang trên tàu vận chuyển về nước, tức là mình nhập khẩu các bạn. Công ty có ghi nhận giao dịch nêu trên hay không? Công ty có ghi nhận giao dịch nêu trên hay không? Tức là mình là bên mua mà theo phương thức là mình mua hàng tại kho của người bán. Đó, giá hàng này là 4 tỷ, hàng đang trên đường vận chuyển về nước. Vậy thì mình có ghi nhận cái giao dịch này hay không? Các bạn suy nghĩ nha. Rồi, vậy sao các bạn? Người bán người ta giao hàng tại kho của người ta, bên nước người ta rồi, đúng không? Vậy thì kế toán vẫn ghi nhận. Vì sao? Vì invoice, thủ tục hải quan người ta đã làm hết rồi, đã làm hết rồi. Rồi, mình phải ghi nhận là hàng mua đang đi đường. Đấy, hàng mua đang đi đường, thủ tục invoice, mình invoice tức là hóa vận đơn là mình đã lập rồi. Mình đã lập rồi thì mình đã theo dõi công nợ rồi, chỉ có hàng là chưa có về đến kho ở doanh nghiệp trong nước mình thôi. Vậy thì mình theo dõi là hàng mua đang đi đường,
và công nợ phải trả người bán. Chưa nào, công nợ phải trả người bán đó. Rồi khi thời điểm mà giao nhận này là khi hàng đã lên tàu rồi, đã tức là hàng đã rời khỏi kho người bán là đã ghi nhận công nợ. À, hàng đã rời khỏi kho người bán ghi nhận công nợ. Đây, người ta bán tại kho thôi mà. À, rời khỏi kho người bán lên tàu hay là lên tàu hay lên xe vận chuyển là đã ghi nhận rồi, đã ghi nhận công nợ, hàng mua đang đi đường và ghi nhận công nợ. Trên quá trình vừa vận chuyển đó, mình có gặp sự cố gì là mình chịu. À, mình chịu những cái khoản chi phí liên quan. Vậy thì cái tình huống này là cũng theo nguyên tắc cơ sở dùng tích nè. À, theo nguyên tắc cơ sở dùng tích chúng ta ghi nhận ngay. À, vì hàng đã rời khỏi kho rồi. À, mọi rủi ro mình chịu, người ta chuyển quyền sở hữu tài sản cho mình luôn rồi. À, mình phải theo dõi công nợ. Rồi. Tiếp theo qua tình huống số 4. Tình huống số 4. À, vậy thì cô đã zoom cái tình huống số 4 lên cho nó to rõ, các bạn thấy nè. À, ngày 31 tháng 12 năm N, công ty C trên báo cáo tài chính bị lỗ là 5 triệu. Ngày 15 tháng 1 năm N, công ty có gửi tiết kiệm 100 triệu với lãi suất là 6,8% một năm, kỳ hạn một năm. Gốc và lãi nhận được khi đáo hạn, tức là vào tháng 1 của năm sau đó các bạn, là năm N cộng 1 á. Công ty C chưa ghi nhận khoản lãi này trong năm. Vậy công ty có phải ghi nhận khoản giao dịch này hay không? Theo bạn là công ty có nên ghi nhận khoản giao dịch này hay không? Tại vì cái toán chưa ghi nhận cho nên báo cáo này bị lỗ 5 triệu nè. À, việc gửi tiết kiệm này là thể hiện cái dòng tiền người ta đã gửi tiết kiệm là ngày 15 tháng 1 rồi. Đến 31 tháng 12 là được 11 tháng rồi. 11 tháng. À, với lãi suất là 6,8% một năm nhân cho 100 triệu thì trong vòng 11 tháng thì cũng được lãi là 6 triệu rồi các bạn. Tạm tính được 6 triệu rồi. 6 triệu thì bù đi cái lỗ 5 triệu thì là lời 1 triệu. Các bạn thấy hai cái báo cáo này nó khác nhau rõ rệt không? À, báo cáo mà bạn không tính cái lãi này vào thì lỗ 5 triệu. Nếu tính cái lãi này vào thì công ty lời, kết quả hoạt động kinh doanh lời, à, lời lời 1 triệu đi ha. Vậy thì theo nguyên tắc phù hợp á, thì ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng với việc tạo ra doanh thu đó. Thì doanh thu hoạt động tài chính mỗi kỳ kế toán bỏ sót mà. Đáng lẽ mình phải trích trước cái khoản phải thu tăng làm cho doanh thu hoạt động tài chính mỗi tháng tăng, và tăng đều trong tháng 11 tháng. À, trong 11 tháng chứ không phải đợi cho đến qua tháng 1 năm sau mình mới ghi trọn vẹn nguyên cái cục lãi đó vào, là không có được, không có đúng theo nguyên tắc phù hợp. À, vậy thì làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính từ lỗ, từ lời mà sang lỗ, đáng lẽ ra nó lời, ảnh hưởng đến quyết định của người lãnh đạo, của nhà đầu tư, của giám đốc, đáng lẽ phải đầu tư mở rộng thêm mà để sản xuất thêm và phát triển công ty thêm. Hay chưa nào? Đó. Cho nên cái thông tin và cái việc làm mà theo dõi dòng tiền này rất là trọng yếu, nó mang tính chất trọng yếu. Đó. Vậy công ty phải ghi nhận cái khoản khoản lãi này vào định kỳ. Vừa theo nguyên tắc phù hợp nè. À, theo nguyên tắc phù hợp này. Rồi vừa theo nguyên tắc là trọng yếu. À.
Vậy cô đã hướng dẫn cho các bạn xong 7 nguyên tắc kế toán. Cô xin chào các em. Hẹn gặp lại các em ở các phần hành tiếp theo. Cô chúc em tất cả đều học tốt ha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Cô xin chào tất cả.